Chào mọi người nha. Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời nên mình sẽ tô một sản phẩm đẹp nhất để cho mọi người xem. Và các bạn thứ hai hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mình sẽ đi tô màu thôi. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ lại tiếp tục tô màu. Đầu tiên thì mình sẽ dùng màu xanh lá mạ. Tiếp theo là mình sẽ dùng màu tím. Và bây giờ mình sẽ dùng màu cam.
Vậy là mình đã tô màu xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi tô màu nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tô màu. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi tô màu nào. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tô màu. Đầu tiên là mình sẽ dùng màu cam. Lên là bà ngoại cháu, bà ngoại nói suốt ngày, giờ có cả cụ cũng tính nói á, cụ cũng biết thừa tính nó thế rồi, nhưng mà nói nó ăn thua con này, nó ngàn nó bảo thủ. Và cụ ấy cụ nói suốt, nó lại hè lên đây chơi nữa. Nó tình bảo cháu lành, cháu nhịn thích không nhịn thì nó đấm vỡ mồm mà hay thích cãi nhau hay thế nào. Mới lại cháu có lúc mà nó nói nóng nên là không cãi, là sau đến lúc nó nguôi rồi là mình mới nói được. Sao nó nghi ngờ lúc cấu lên rồi thì sống thì biết lựa biết điều, vợ chồng nó nhau cả đời. Nó bé út này nó thấy chút này tiền thì cũng bé lắm, bé vứt vứt thì cô con thì cái cô của trời trò gì cô con thì đi vứt trời trò như nó mà vứt ra đèo thẳng cho nó lười hơn, nó không chăm mắng thì cho là một mình là cháu vứt. Nó vứt thì chả phải chịu à, làm nào được. Nhìn con nó chả sướng, người ta muốn có con chả được tiền mà cũng có phải ấy đâu, mình chẳng qua là mình vất vả hơn thôi chứ cũng không phải là thiếu ăn thiếu mặc gì. Thế con chấp nhận là phải tốn kém hơn chứ, nhưng mà nay mai cho nó lớn hơn có ai giờ thích. Thế mà nhàn nhã thì nên mai già sẽ khổ mình. Cháu bảo cứ có con nuôi dạy em tốt, này mai lớn nó không bao hiếu, nó không ấy hết bố mẹ hết. Đem đã vớt để anh và kệ có con trò trò này. Con người muốn bao nhiêu tiền ra đẻ được kia. Đẻ dễ này là mày cháu đẻ dễ. Thế là nó ví dụ lúc nào mà đông đông người mà kia nó không có nhà này nó hay chơi, nó không làm. Thấy hôm nó làm trên kia nhìn nó có xuống này nó chờ sò. Quyết nhìn thấy Quyết bảo là thế không lên một kênh gì, thế là sò nó mới lên đấy. Làm là mua kênh. Vâng. Chưa, nó chưa mua được kênh này. Nó mua thì lại cứ giống, nó hay lại nhắn tin với khách thì chiêu chiêu á.
cái ấy nó không kia nó nói cho mình chọn rồi. Nào mà phải liên quan đến chủ nữa chứ, có phải mang kiếm một mình không đâu. Người ta chỉ biết mình là nhân viên nhưng mà đến lúc chủ đã làm gì thì người ta chỉ nói chủ đi chứ. À, người ta nói nhân viên. Nói giao dịch với khách kiểu ra đều mà cả giá tiền cái thứ lại nói vớ vẩn rồi. Nói chiêu chiêu đấy thì là tiền nó mới nói cho. Nên nó trẻ con nó cũng đấy. Mới làm nó chưa biết là đồng tiền nó ấy. Nó chưa biết đi ra ngoài kiếm tiền. Nghịch lắm. Thằng này này. Thế thì nó mới nghỉ học nha. Là lên ở nhà chú nó thế cho ông bà không ấy được rồi. Không quản được. Nếu mà ông nói chú không phải là hỏng người đó. Tiếp nha, nó xem cái video cái thằng này nó giật cái vòng của con nhà gì ở bên ngõ bên nhà quý nhà chó nhé. Vâng. Bà con nhà gì mà thẳng cổng nhà bà Lý Hợi nhà cháu sao á. Cái đứa con còn này nó bé một tí thôi mà nó đang nhìn đó. Là nhà ngắm xí. Ngắm đây đúng không?